Xin chào các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về cuốn sách vô cùng tuyệt vời về phương pháp giao dịch theo VSA của tác giả Mark Minervini, cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán. Những bí mật, quy tắc giao dịch và sự thật đã được tiết lộ về một phù thủy chứng khoán. Mục lục phần giới thiệu những bước khởi đầu để tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán. Phần 1. Luôn tuân thủ kế hoạch. Phần 2. Trước tiên hãy suy nghĩ đến rủi ro. Phần 3. Không bao giờ chấp nhận rủi ro lớn hơn lãi kỳ vọng. Phần 4. Hiểu rõ năng lực giao dịch của bạn. Phần 5. Lãi kép số tiền, đừng lãi kép sai lầm. Phần 6. Nên mua những cổ phiếu như thế nào và khi nào. Phần 1. Phần 7. Nên mua những cổ phiếu như thế nào và khi nào. Tiếp theo phần 2. Phần 8. Xác định quy mô, vị thế tối ưu để đạt được thành tích giao dịch siêu hạn. Phần 9. Khi nào nên bán và chốt lợi nhuận. Phần 10. 8 chìa khóa mở ra cánh cửa trở thành nhà vô địch siêu hạn. Phần 11. Tư duy của nhà vô địch đầu tư chứng khoán. Giới thiệu của tác giả và lời cảm ơn. Phần giới thiệu những bước khởi đầu để tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán. Con người là sản phẩm trong suy nghĩ của chính bản thân họ. Cuốn sách Tư duy giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán giúp bạn làm chủ hoạt động giao dịch bằng cách tuân theo những quy tắc giao dịch mãi mãi trường tồn theo thời gian và kỹ thuật đã được chứng minh là hiệu quả. Bạn sẽ có lời giải đáp cho những câu hỏi hóc búa và những lời thường dễ bị hiểu nhầm nhất. Chẳng hạn như khi mà các khoản lãi nhỏ trong ngắn hạn sẽ tạo nên những tỷ suất lợi nhuận lớn trong dài hạn, và khi nào nên cắt lỗ, thậm chí là trước khi va chạm vào mức cắt lỗ. Làm thế nào để thiết lập quy mô, vị thế tối ưu, nên mua và bán khi nào và như thế nào. Nên kiểm tra cái gì trước khi phân tích hậu giao dịch để cải thiện yếu điểm của bạn và xây dựng nền tảng vững chắc hướng đến sự thành công. Trong cuốn sách đầu tay Phong cách giao dịch của một phù thủy chứng khoán được xuất bản vào năm 2013, tôi đã cung cấp nền tảng cho những ai muốn học về chiến lược giao dịch của tôi. Trong cuốn sách đầu tay Phong cách giao dịch của một nhà phù thủy chứng khoán, tôi đã cung cấp nền tảng cho những ai muốn học hỏi chiến lược giao dịch của tôi. Mặc dù tôi chưa bao giờ có ý định viết bộ sách 2 tập, nhưng cuốn sách này chứa đựng rất nhiều vấn đề mà tôi đề cập đến trong cuốn sách đầu tay về giới hạn không gian của cuốn sách. Trong những trang tiếp, tôi sẽ tiết lộ công thức và bí mật đúc kết từ 33 năm giao dịch thực tế. Đây là cuốn sách hướng dẫn thực hành vô giá và các chiến lược giao dịch giúp tôi trở thành nhà vô địch đầu tư Hoa Kỳ và biến vài ngàn đô la trở thành hàng triệu đô la. Tuy bạn không có 3 thập niên kinh nghiệm giống như tôi, nhưng bạn sẽ sở hữu công cụ giá trị để nhanh chóng rút ngắn đường cong. Học hỏi chính là sự sử dụng kiến thức của tôi làm khởi đầu. Từ đó bạn sẽ tạo thành một công cụ riêng cho mình, thậm chí còn lớn hơn và những gì tôi đạt được. Bây giờ bạn có thể nghĩ Mark đã trở thành một nhà vô địch vì thế giới giao dịch ngày hôm nay đã trở nên thuận lợi. Hạt Mark có tài năng thiên bẩm, hạt giáo dục tốt để mang lại cho anh ta lợi thế. Không điều nào ở trên là sự thật. Tôi bắt đầu sự nghiệp giao dịch chỉ với chút vốn liếng và không hề bất cứ ai hướng dẫn và đào tạo. Khi tôi bắt đầu giao dịch, phí hoa hồng lên đến vài trăm đô cho mỗi giao dịch với chỉ 5 đến 10 đô như hiện nay. Chênh lệch giá giữa mua và bán thường lên tới 2 đến 3 đô so với chỉ vài xu như bây giờ. Quan trọng hơn cả, tôi không tiếp cận với bất cứ kiến thức giao dịch đúng đắn nào. Ngày nay bạn có thể tiếp cận trực tiếp với các công cụ kiến thức giao dịch và được cung cấp bởi các chuyên gia tài chính trên phố Wall. Bây giờ là thời điểm tuyệt vời nhất để theo đuổi nghề đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, ngay cả khi những kiến thức đúng đắn, chăm chỉ nghiên cứu và thực hành vẫn không thể đảm bảo được sự thành công trong đầu tư chứng khoán. Nhiều người chăm chỉ nghiên cứu nhưng thực hành và tư duy sai lầm khiến họ bám chặt vào những thói quen xấu của các hệ thống giao dịch thất bại. Trong cuốn sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán, bạn sẽ học được những tư duy đúng đắn và thực hành, nghĩa là bạn đã biết chính xác điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Tôi ở đây để giúp bạn hiểu rằng năng lực thực sự bên trong mỗi con người luôn lớn hơn những gì bạn tưởng. Tôi chắc chắn bạn chỉ mới sử dụng một phần nhỏ tiềm năng thực sự. Điều này không chỉ đúng với đời sống thực tế mà còn đúng với hoạt động giao dịch. Tôi có thể bảo đảm với bạn, bất cứ ai có thể đạt được thành công, tức là giao dịch siêu hạng trong đầu tư chứng khoán, nếu như hình thành những tư duy đúng đắn. Điều này yêu cầu những yếu tố kiến thức, sự quyết tâm học hỏi cao độ và sự nỗ lực bền bỉ. Thành công không chỉ đến sau một đêm, nhưng bằng những công cụ giao dịch và thái độ đúng đắn, cuối cùng bạn cũng đạt được đó. Thành công là một quyết định của sự lựa chọn. Trên thị trường chứng khoán, cả trong cuộc sống, chúng ta đều có sự lựa chọn để chiến thắng và lựa chọn để thất bại. Đúng không nào? Chúng ta thất bại vì chúng ta muốn thất bại. Chúng ta chiến thắng khi chúng ta quyết định trở thành người chiến thắng. Mặc dù phải phát biểu có thể chưa chính xác hoặc không rõ ràng đối với bạn, nhưng tôi biết điều này là đúng. Trong hơn 3 thập niên giao dịch chứng khoán toàn thời gian, tôi đã chứng kiến nhiều người thua lỗ vì họ muốn thất bại một cách có chủ ý và vô thức. Tôi cũng chứng kiến nhiều người thành công khi họ quyết định sẽ trở thành thành công và biến đổi bản thân từ một nhà giao dịch tầm thường trở thành một ngôi sao trong đầu tư. Chiến thắng trong sự nghi ngờ, đó là một sự lựa chọn. Nếu bạn thừa nhận điều này, đồng nghĩa là bạn tin rằng bạn không có quyền làm chủ số phận của mình. Và nếu điều này là đúng, bạn chỉ cần đến sự may mắn và đạt được sự thành công trong bất cứ điều gì. Bên trong mỗi con người đều có những nhà giao dịch vô địch. Vấn đề là bạn chưa có kiến thức đúng đắn, không kiểm soát được các mong ước và các thiếu quyết tâm về thực hiện. Trên tất cả, bạn phải tin vào khả năng của chính mình. Tôi tin rằng hoàn toàn để có thể đạt được thành công trong giao dịch chứng khoán là một chấp nhận rủi ro thấp hơn nhiều so với rủi ro do các nguyên nhân do các chuyên gia bạn tin tưởng và đề nghị. Cho đến khi bạn thừa nhận chiến thắng là một sự lựa chọn, bạn không thể nhận ra toàn bộ tiềm năng của bạn. Bạn không thể làm chủ số phận của mình vì không chịu toàn bộ trách nhiệm và kết quả giao dịch. Do đó bạn không bao giờ phát huy hết được toàn bộ năng lực. Người lựa chọn chiến thắng sẽ là kiếm những hình mẫu thành công, xây dựng bản đồ đi đến sự thành công và xem thất bại như một người thầy vô giá. Họ biến kế hoạch thành hành động, rút kinh nghiệm kết quả giao dịch trong quá khứ và thực hiện các điều chỉnh cho đến khi đạt được chiến thắng. Người chiến thắng là những ai có thể chịu đựng nổi được việc không trở thành người chiến thắng. Một vài người khi bắt đầu đã có tư duy này, trong khi những người khác đến một ngày nào đó cũng cảm thấy chán ngán với những việc mãi mãi là một kẻ tầm thường và quyết định không thể để cho giấc mơ trở thành dang dở. Thái độ này có thể ngược lại với điều mà bạn từng nghe hồi nhỏ: đừng trở thành kẻ thua cuộc cay cú. Theo kinh nghiệm của tôi, một khi bạn là một kẻ thua cuộc vui vẻ, tôi sẽ cho bạn thấy người đã thất bại và tư duy này. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch vô địch, bạn cần tư duy của một nhà vô địch cho đến khi bạn thuyết phục chính mình. Thành công là một sự lựa chọn. Bạn là người chiến thắng bị đánh bại. Điều này không đồng nghĩa là bạn là một người thua cuộc, nhưng đơn giản là bạn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm hoặc thừa nhận bản chất thật sự của việc chiến thắng. Nhà vô địch không để cho thành công vĩ đại trở thành một cơ hội. Họ quyết định họ trở thành người chiến thắng và sống mỗi ngày với mục tiêu đó. Vào năm 1990, tôi quyết định trở thành nhà đầu tư vô địch chứng khoán. Lúc đó đã gần 7 năm kể từ ngày đầu tiên tôi giao dịch chứng khoán. Đúng vậy, 7 năm. Tôi là kẻ học đòi trong suốt gần một thập kỷ. Và như bạn đã thấy, ở chừng mực nào đó, kết quả giao dịch hiện nay của tôi là mong ước của những kẻ học đòi. Sau đó, vào tháng 3 năm 1990, tôi thực sự quyết tâm trở thành nhà đầu tư chứng khoán giỏi nhất thế giới. Tôi đã làm việc chăm chỉ cho mục tiêu của mình và những gì sau đó đã đi vào lịch sử. Câu chuyện về hai con sói. Có hai loại nhà giao dịch tồn tại trong bạn, trong tôi và trong tất cả mọi người. Một là nhà giao dịch gọi là người xây dựng, là người kỷ luật và tập trung trong quá trình. Người xây dựng tập trung vào quá trình thực hiện và hoàn thiện phương pháp. Người xây dựng tin rằng thành công sẽ đến khi anh ta thực hiện công việc một cách chính xác. Sai lầm được xem là người thầy liên tục mang đến những bài học giá trị trong vòng lặp phản hồi liên tiếp. Khi người xây dựng gặp những sai lầm, họ dũng cảm nói, tôi sẽ lặp lại sai lầm này một lần nữa. Với thái độ lạc quan không bao giờ hết, người xây dựng nhìn về tương lai và mà người thành công sẽ sau này khi quá trình thực hiện liên tục được cải thiện. Loại người giao dịch còn lại tôi gọi là quả cầu thép, bị chi phối bởi tôi cá nhân. Quả cầu thép bám chặt vào kết quả. Nếu họ không đạt được thành công ngay lập tức, họ sẽ trở nên nhụt chí. Nếu gặp phải sai lầm, quả cầu thép sẽ bị đánh bật bởi chính bản thân mình, hoặc một ai đó, hoặc một điều gì đó thì than trách. Nếu chiến lược giao dịch tạo ra những kết quả tiến thắng nhanh chóng, hoặc gặp những giai đoạn khó khăn, quả cầu thép sẽ tỏ ra thờ ơ với những hệ thống hiện tại và chuyển sang tìm kiếm một hệ thống giao dịch mới, không bao giờ thực sự tập trung vào những quá trình thực hiện. Một quả cầu thép, như mọi người có thể đoán ra, có vô số lời xin lỗi và hiếm khi làm chủ được thành quả. Kết quả là họ không bao giờ tạo dựng được thành công bền vững và vĩ đại. Hãy nhớ điều mà tôi nói lúc đầu, bạn không phải là một trong hai loại người giao dịch nói trên. Cả xây dựng và quả cầu thép đều tồn tại bên trong bạn, giống như mỗi người đều có lòng yêu thương và sự đồng cảm, nhưng đồng thời cũng có lòng hận thù và ganh ghét. Vì thế, sự lựa chọn trở thành giao dịch và sẽ quyết định kết quả giao dịch của bạn, xây dựng hay là quả cầu thép. Để trả lời, tôi thích trong những câu nói trong cuốn sách của Tolkien Slope. Con đường giải thoát cho ta khỏi những thói quen xấu và nỗi sợ hãi. Một người đàn ông da đỏ nói chuyện với cháu trai về sự hoảng loạn, tàn ác và diễn ra như thế nào trên thế giới hiện nay. Ông nói, điều này như có thể là hai con sói đang chiến đấu trong tim ông. Một con sói là căm thù, giận dữ, và một con sói hiểu biết, tốt bụng. Chàng trai trẻ hỏi ông nội, con sói nào sẽ chiến thắng trong tim ông? Người ông trả lời, con sói mà chúng lựa chọn sẽ là con chiến thắng. Con sói nào mà chúng ta lựa chọn sẽ là con sói chiến thắng. Câu chuyện này rất ý nghĩa đối với bạn. Tôi xem bản thân mình là một nhà giao dịch được khai sáng. Đầu tiên tôi nhận ra rằng trong mình hình thành và tồn tại một người xây dựng và quả cầu thép. Nhưng tôi lựa chọn trở thành người xây dựng và loại bỏ quả cầu thép. Quyết định lựa chọn này còn quan trọng hơn việc cả chọn một chiến lược giao dịch hay một hệ thống giao dịch. Vì cho dù bạn sở hữu một hệ thống giao dịch tốt, nhưng cũng không giúp bạn lợi ích gì cho việc nếu bạn lựa chọn quả cầu thép. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học những công cụ quan trọng cần thiết để đặt bản thân vào con đường giao dịch thành công. Nhưng trước hết, Thành công đến với bạn trong thế giới thực. Đầu tiên, thành công phải xuất hiện trong tư duy. Tôi nhận ra điều này từ khi kinh nghiệm chính mình. Trưởng thành từ nghèo khó và ít học, tôi gần như không có gì. Tôi phải học cách trưởng thành từ một tư duy thấp hằn. Nhưng không chỉ là người nghèo với có tư duy thấp hằn. Nhiều người tự rơi vào cái bẫy của sự sợ hãi và thiếu thốn, hoặc cảm thấy tự ti về quá khứ vì những ý nghĩa sai lầm mà họ cho là đúng. Bạn có thể giàu có, nhưng nếu không biết về thưởng thức hành trình của cuộc sống và thiếu đam mê cuộc sống của bạn sẽ nên rất buồn tẻ. Bất hạnh là kết quả của một tư duy thấp hằn. Nếu bạn đạt tất cả trái tim, tâm hồn, tư duy của mình vào một điều gì đó, bạn có thể làm bất cứ mọi thứ để đạt được sự thành công. Nếu bạn làm việc cách chăm chỉ và một phương pháp giao dịch thông minh, bạn xứng đáng có được thành công. Nhưng điều này cần có sự kiên trì và một thái độ tinh thần đúng mực. Nếu bạn không có tư duy rộng mở để kiểm soát toàn bộ tài chính của mình, bạn không cần phải đọc cuốn sách này. Tại sao thế? Vì cuốn sách này là nhằm làm chủ một hoạt động giao dịch, cuộc sống và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả giao dịch của bạn. Nếu không làm hoàn toàn trách nhiệm, làm sao bạn có thể sử dụng tất cả 100% năng lực để hành động hiệu quả? Kế hoạch thành công trong những trang tiếp theo hoạt động và tôi và nhiều người khác tuân thủ theo những bước hướng dẫn của tôi. Nó có thể sẽ là hoạt động đối với bạn, nhưng chỉ khi bạn chịu đón mở cánh cửa và đón nhận những tư duy mới và chấp nhận những thực tế rằng việc trở thành nhà vô địch trong đầu tư chứng khoán phải là một món quà của Thượng Đế, hoặc bởi trình độ giáo dục tài chính của bạn được nhóm trường đại học. Nó bắt đầu từ niềm tin. Chiến thắng là một sự lựa chọn. Nếu không tin vào điều này, bạn sẽ là một minh chứng cho một bài học vừa nhắc với bạn. Bạn chỉ là một gã lê ông vô dụng. Phù hợp với những niềm tin trong bạn. Liệu một lúc nào đó, mặt mày trông cao có như một bà già để trở thành một nhà giao dịch siêu hạng được không? Tôi cược câu hỏi này sẽ khiến bạn rất ngạc nhiên. Câu hỏi thực sự là tại sao bạn vẫn chưa trở thành một nhà giao dịch siêu hạng? Câu trả lời là vì phương pháp giao dịch hiện tại đang chống lại hệ thống niềm tin của bạn, là những giá trị chuẩn mực của bạn. Chìa khóa dẫn đến sự thành công ở bất cứ điều gì là phải có niềm tin vào năng lực của mình và sự phù hợp giữa hệ thống và niềm tin và hành động của bạn. Tôi tin chắc bạn chưa bao giờ sử dụng hết tiềm năng của mình cho đến khi bạn biết cách hành động hài hòa với niềm tin bên trong. Đừng giữ mãi cái niềm tin cho rằng để có được tỷ lệ suất lớn, bạn phải chấp nhận rủi ro lớn. Nếu bạn tin vào điều này thì chiến lược rủi ro thấp, lợi nhuận cao mà tôi sắp chỉ cho bạn sẽ không phù hợp với bạn. Trong giao dịch, nếu niềm tin lạc nhịp với chiến lược thì những xung đột bên trong sẽ khiến bạn thụt lùi và những thành công là điều không thể. Ví dụ, nếu tôi cố gắng sử dụng một hệ thống giao dịch trong đó các khoản lỗ lớn được bù trừ bởi những khoản lãi lớn không thường xuyên, tôi chắc chắn sẽ thất bại. Ngay cả khi hệ thống này sinh ra lợi nhuận và hoạt động tốt đối với nhiều người, tôi đơn giản sẽ không thể tuân thủ hệ thống này trong dài hạn. Tôi không có niềm tin để giữ chặt các khoản lỗ vì mâu thuẫn với những niềm tin của tôi về rủi ro. Nếu bạn dễ dàng lĩnh hội những chiến lược của tôi, điều đó thật là tuyệt. Hãy chấp nhận nó. Nó chắc chắn sẽ đưa bạn đến những con đường thành công và giúp bạn có được sự khởi đầu tốt và những quy tắc giao dịch hiệu quả. Sau đó, nó sẽ thúc đẩy bạn hành động và những quyết định đúng đắn. Bất kể bạn lựa chọn chiến lược gì, hãy tin vào những điều bạn đang làm. Chỉ có như thế mới giúp cho bạn quyết tâm cao và trách nhiệm. Đã bao giờ bạn làm một điều gì đó và sau đó tự hỏi chính mình, cái thứ chết tiệt này là những sai lầm của tôi. Tại sao tôi lại làm điều này khi tôi biết mình rằng mình không nên làm? Đó là một dấu hiệu cảnh báo cho thấy bạn cần có sự hài hòa và hệ thống niềm tin. Vì về dài, hệ thống niềm tin luôn luôn chiến thắng. Để có được sự thành công siêu hạn và hành động phải phù hợp với niềm tin bên trong của bạn. Mục tiêu là sự tương đồng. Mô phỏng sự thành công. Như bạn đã biết trong cuốn sách đầu tay của tôi, Chiến lược, tôi đưa ra là dựa vào hồ sơ của nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhằm xác định các cổ phiếu triển vọng, sử dụng dữ liệu quá khứ từ cuối năm 1880 đến nay, và chiến lược đã được phát thảo, đặc biệt được định hình những cổ phiếu siêu hạng. Đây là thành quả từ những nỗ lực liên tục của tôi nhằm xác định tiêu chuẩn và hành vi những cổ phiếu thành công nhất trong quá khứ, từ đó xác định xem liệu có cổ phiếu sẽ có thành tích vượt trội trong tương lai. Điều này giúp tôi với những các mô hình đơn giản và mô phỏng các cổ phiếu thành công. Cách đây vài năm, khi độ tuổi đôi mươi, tôi đã tham gia khóa học của Aaron Rubin, một trong những người tạo động lực nổi tiếng, là một những chuyên gia về hành vi con người, và học được một bài học quý giá. Nếu bạn muốn như Leonardo da Vinci, đầu tiên bạn cần phải học cách tư duy giống ông ấy, vì tư duy và vì duy nhất xuất hiện ở đâu, mọi thứ cuối cùng sẽ xuất hiện ở đó. Nếu tôi muốn trở thành nhà giao dịch vĩ đại, tôi phải học tất cả mọi điều về họ cho đến khi tôi có thể tư duy như họ. Từ đó tôi bắt đầu đọc sách và nghiên cứu các nhà giao dịch hiện thoại. Tôi muốn đi trong đầu tư xem họ tư duy như thế nào để tôi có thể mô phỏng lại những công cụ của họ. Tôi đọc các cuốn sách hết lần này đến lần khác nhằm tiếp thu toàn bộ nội dung. Tôi không nói rằng bạn sẽ đạt được thành công trong giao dịch chứng khoán bằng cách trở thành một bản sao của ai đó, nhưng trước hết bạn có thể thông tin một cái khái niệm, bạn phải thực sự làm chủ kiến thức đó. Vào năm 1677, nhà bác học thiên tài Newton đã có câu nói: tôi nhìn xa hơn bằng cách đứng trên vai của người khổng lồ. Hãy nghĩ về họa sĩ lừng danh Picasso, một trong những nhà tiên phong của trường phái lập thể. Ông nghiên cứu nghệ thuật cổ điển dưới sự hướng dẫn của người cha. Picasso đều làm chủ được các kiến thức hoặc thành tựu khoa học trước đó để làm bệ phóng cho các phát minh và sáng tạo của mình. Picasso có câu nói nổi tiếng về tầm quan trọng của việc học hỏi kiến thức của người khác. Họa sĩ giỏi chỉ sao chép, nhưng họa sĩ vĩ đại thì ăn cắp. Cách đây vài năm, một trong những học viên đầu tiên của tôi là một chàng trai trẻ đến từ Canada tên là Darren. Bạn có thể gặp cậu ta tại các buổi hội thảo Master Trader. Tôi xem Darren như con của mình, mặc dù cậu ta chỉ trẻ hơn tôi đôi chút. Darren muốn học phương pháp giao dịch của tôi, và cậu ấy quyết tâm mô phỏng lại hệ thống niềm tin của tôi và đạt được những thành công như tôi từng có. Có một thời gian, Darren sống ở nhà tôi. Thời gian này, cậu ta bắt đầu tìm và hiểu và mô phỏng những thói quen của tôi. Lúc đầu khá tế nhị, nhưng sau đó rất rõ ràng. Lúc đó tôi đang tập thể hình và ăn kiêng. Darren là một chàng trai tương đối mỏng manh và nhẹ cân, nhưng anh ta lại bắt đầu ăn uống và có chế độ dinh dưỡng giống như tôi. Lúc đầu tôi không để ý đến chuyện này, nhưng về sau tôi phát hiện ra cậu ấy bắt đầu có những thói quen giống tôi. Là một người tập thể hình, tôi thường xuyên cạo lông trên cơ thể. Một ngày nọ, trong khi đang ngồi ở phòng khách, tôi nghe thấy những âm thanh kêu rì rầm. Tôi nghe âm thanh đó đến cửa phòng tắm. Tôi gõ cửa và hỏi Darren đang làm gì. Khi mở cửa, Darren đứng đó và đôi chân gầy còm, sạch lông. Cậu làm gì vậy? Cậu đâu phải dân tập thể hình, tôi hỏi cậu ấy. Cậu ấy bảo, tôi không quan tâm. Nếu anh cạo lông thì tôi cũng cạo lông theo. Bất cứ điều gì anh làm tôi sẽ làm theo. Nếu anh ngồi chiếc ghế màu xanh lá, tôi cũng ngồi chiếc ghế màu xanh lá. Nếu tôi muốn giao dịch giống như anh, tôi phải tư duy giống như anh. Để làm được điều đó, tôi phải làm mọi thứ giống như anh. Suy nghĩ đầu tiên cho rằng cậu ta đúng là một kẻ đứa trẻ con. Nhưng về sau, tôi nhận ra rằng Darren quả là một thiên tài. Cậu ta thấu hiểu được những khái niệm mà tôi chỉ với ngộ ra ở tầm quan trọng của việc mô phỏng lại các niềm tin của ai đó. Darren biết rằng nếu bạn thực sự muốn hiểu được ai đó, bạn phải trở nên giống người đó. Điều này giống như câu ngạn ngữ, hãy đi bằng đôi giày của người khác. Quyết tâm của Darren trong việc học tất cả những điều có thể từ tôi khiến cậu ấy không chỉ nghiên cứu phương pháp giao dịch mà còn chấp nhận những kỷ luật giao dịch của tôi. Ngay sau đó, cậu ta bắt đầu tập gym thể hình đều đặn để bắt đầu tăng cân. Theo thời gian, kỷ luật giao dịch của Darren sẽ được tăng trưởng. Cậu ấy đã tạo ra một kỷ luật lợi suất sinh lời 160% trong năm đầu tiên giao dịch với tôi. Sau đó cậu ta có nhiều năm tạo mức lãi 3 con số cho chính tài khoản cá nhân và trở thành nhà vô địch chứng khoán thành công. Cậu ta đã được thành công bằng cách tập trung cao độ. Cậu ấy sẵn sàng cháy hết mình với sự chân thành mà tôi đã từng thấy ở bất kỳ ai. Đối với cậu ấy, sự am hiểu là tất cả mọi thứ. Chỉ quan tâm đến quá trình thực hiện. Khi ngồi xuống viết phần giới thiệu cho cuốn sách này, tôi nhận được những email từ các nhà giao dịch và từng đọc những cuốn sách đầu tay của tôi. Mặc dù anh ta dành nhiều thời gian khăn cuốn sách này, nhưng anh ta ấy thừa nhận rằng đang gặp khó khăn trong giao dịch. Anh ấy viết với tôi không thể kết hợp mọi thứ lại với nhau. Sau đó, anh ta bắt đầu chỉ trích bản thân, cho rằng anh ta không có năng khiếu để trở thành một nhà giao dịch thành công. Đọc những dòng này, tôi hiểu rằng người đàn ông này đang thuyết phục bản thân rằng thành công là những điều mà người khác có thể đạt được, còn anh ta thì không. Khi con người nghi ngờ về năng lực bản thân, họ thường bảo vệ niềm tin này bằng cách tin rằng mình thiếu đi một cái gì đó, chẳng hạn như là trí thông minh, năng khiếu hoặc một tài năng đặc biệt. Thực ra, tất cả các nhà giao dịch giống như bạn, giống như tôi, đều có mọi thứ để cần thiết trở nên thành công. Nhưng chỉ khi bạn thừa nhận chiến thắng là một sự lựa chọn, bạn mới có niềm tin mãnh liệt để đạt được mọi thứ. Cho đến khi bạn tin vào điều này, tôi có thể đảm bảo rằng thành công của bạn chỉ là chuyện may rủi. Thành công giao dịch chứng khoán siêu hạng sẽ lãng tránh bạn. Không ai bắt đầu từ đỉnh cao, và Thượng Đế cũng không hề ban tặng cho bất cứ ai tiềm năng để trở thành nhà giao dịch, như thể là gen của con người hay một nhánh ADN dành cho những người đầu cơ. Không ai sinh ra là một nhà đầu tư chứng khoán thiên tài. Thực sự, khi tôi nói giao dịch chứng khoán là một trong những điều không tự nhiên nhất là mọi người đều có thể làm được, tôi không phải là người duy nhất mà có quan điểm này. Phản biện quan điểm cho rằng có nhiều người sinh ra đã có tài năng đầu tư. Nhà đầu tư nổi tiếng Peter Lynch từng nói trong cuốn sách One of Wall Street, là trên đỉnh phố Wall. Không có bản điện nào mà chạy trên chiếc nôi của tôi, và tôi cũng chưa hề để lại bất cứ vết răng nào trên các cuốn sách chứng khoán. Bạn có thể nghe nói về một nhóm các nhà tâm lý học ở Berlin, Đức, và những người vào đầu năm 1990 đã nghiên cứu về các nghệ sĩ vĩ cầm. Cụ thể là họ nghiên cứu về thói quen luyện tập của các nghệ sĩ từ thời thơ ấu, thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành. Tất cả các nghệ sĩ vĩ cầm đều bắt đầu chơi nhạc từ lúc 5 tuổi và có thời gian tập luyện như nhau. Tuy nhiên vào khoảng 8 tuổi, thời gian tập luyện bắt đầu khác biệt. Vào lúc 20 tuổi, những nghệ sĩ vĩ cầm thành danh hơn có hơn 1.000 giờ tập luyện, trong khi những người kém hơn chỉ có 4.000 giờ tập luyện. Thật thú vị, không có món quà thượng đế nào cũng có cho những nghệ sĩ thành danh. Nếu tài năng bẩm sinh đóng một vai trò nào đó, chúng tạo kỳ vọng một nghệ sĩ thành danh sẽ có ít thời gian tập luyện hơn những người khác. Nhưng những dữ liệu thống kê cho thấy điều ngược lại. Các nhà tâm lý đã phát hiện mối liên hệ trực tiếp giữa số giờ tập luyện và thành tựu đạt được. Không có con đường tắt, không có tài năng bẩm sinh. Những nghệ sĩ thành danh phải tập luyện hơn gấp 2 lần so với thời gian của những người kém tài năng hơn. Lời kết là bạn phải làm việc chăm chỉ để trở thành một nhà vô địch thành công. Giao dịch thành công và chấp nhận đầu tư thời gian, phần thưởng xứng đáng và những gì bạn bỏ ra, bất kể bạn được thượng đế ban tặng điều gì, hoặc là một tài năng bẩm sinh nào đó. Thành công trên con đường đầu tư chứng khoán phải đến từ những nỗ lực chung và sẵn lòng học hỏi, bất cứ phải mất bao nhiêu thời gian. Không thể chỉ mất thời gian mà bạn đạt được thành công. Đó là một nỗ lực bền bỉ nhằm đạt được những sự tiến bộ bằng cách kiểm tra lại kết quả giao dịch của bạn, chỉnh lại những phương pháp, những tiến bộ từng bước. Chỉ đưa ra quyết định trở thành nhà vô địch chứng khoán vĩ đại không đồng nghĩa với bạn sẽ đưa ra kết quả vĩ đại ngay lập tức. Liệu bạn có thể bước vào phòng xử án chỉ sau vài tháng và trở thành luật sư và cố gắng giải quyết vụ kiện mà không có nhiều kinh nghiệm? Nếu bạn làm điều đó, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi bạn thua kiện. Hoặc liệu bạn có nên thực hiện một ca phẫu thuật nếu như chỉ tham gia 2 khóa của chương trình dự bị của y khoa? Nếu bạn làm điều đó, lạy Chúa, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi bệnh nhân không được cứu khỏi. Tất nhiên, các tình huống trên có vẻ cực kỳ buồn cười. Thậm chí là nếu bạn bước vào bếp của nhà hàng McDonald's thử rán gà rán, tôi thậm chí không biết làm thế nào để bật cái bếp. Tại sao thế? Không phải vì tôi thiếu thông minh hoặc tài năng đặc biệt, đơn giản là vì tôi chưa có những kiến thức, những kinh nghiệm cần thiết để làm việc này. Nhưng nhiều người vẫn mở tài khoản chứng khoán và kỳ vọng được tỷ suất lợi nhuận cao ngay lập tức. Khi họ không đạt được, họ xin lỗi, từ bỏ hoặc bắt đầu đặt cược với những giao dịch cực kỳ rủi ro. Hiếm khi họ nhận ra họ đang thiếu những kiến thức chuyên môn, sự kiên nhẫn và học hành để được nó. Tôi từng là một nhà giao dịch thảm hại khi mới bắt đầu giao dịch. Thành công của tôi đạt được hiện nay không phải là do tài năng bẩm sinh, và chính là sự bền bỉ, học tập và rèn luyện, kỷ luật giúp tôi trở thành như hôm nay. Và tôi biết, thậm chí bây giờ, nếu tôi phá vỡ các nguyên tắc của mình, tôi sẽ dễ dàng biến thành công thành thất bại. Những người đạt được thành công lớn ở bất cứ lĩnh vực nào đều có chung một thái độ là tiếp tục cho đến khi đạt được thành công, hoặc là chết. Từ bỏ không bao giờ là sự lựa chọn. Nếu không có thái độ này, bạn chắc chắn sẽ muốn từ bỏ khi gặp phải khó khăn. Định vị bản thân. Chiến lược của bạn là thứ chỉ phù hợp với riêng bạn. Mặc dù điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng luôn đúng trong dài hạn. Vì thế, bạn phải tuân thủ, luôn duy trì sự phù hợp. Hoặc bạn nghĩ mình sẽ là một đám cưới hạnh phúc nếu như lừa dối người bạn đời. Chiến lược giao dịch cũng tương tự. Bạn cần phải trung thực và để nó hiến dâng thành quả cho bạn. Tôi cược rằng bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn liên tục thay đổi các phong cách giao dịch: đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng, đầu tư theo dao động hoặc giao dịch trong ngày. Nếu bạn cố gắng thử tất cả các phương pháp, bạn sẽ chắc chắn kết thúc theo kiểu chết vì cả đống nghề tầm thường để gặt hái được những lợi ích chiến lược của bạn, bạn phải hy sinh những chiến lược khác. Bạn sẽ gặt hái những thành quả từ chu kỳ thị trường khi phong cách giao dịch của bạn đánh bại những phong cách giao dịch khác. Bạn sẽ không bao giờ chiến thắng bằng cách chấp nhận thật nhiều phong cách giao dịch khác nhau mỗi lần. Bạn rơi vào khó khăn để trở nên vĩ đại. Ở bất cứ điều gì, bạn cần phải tập trung vào chuyên môn, phải tránh những cái tôi gọi là trôi dạt phong cách. Trôi dạt phong cách xuất phát từ việc không định nghĩa được rõ ràng chiến lược và mục tiêu của bạn. Kết quả là bạn không thể nào giữ được phong cách của mình nếu như không có sự kiên định. Nếu bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn, bạn sẽ nhận ra rằng đang bán cổ phiếu vì muốn nhanh chóng có được lợi nhuận thay vì xem xét khả năng giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục tăng hay không. Trong chuỗi liên tục giá cổ phiếu, một nhà giao dịch có thể thành công giá ở vùng giá này, trong khi một nhà giao dịch khác có thể hoạt động ở một vùng giá khác. Cả hai đều thành công. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch dài hạn, bạn sẽ có nhiều lần nhận ra rằng mình sẽ hưởng được một phần khoản lãi và phải vừa phải trong ngắn hạn và từ bỏ một chuỗi tăng giá lớn. Chìa khóa lại là hãy tập trung vào một phong cách giao dịch cụ thể. Một khi bạn xác định được phong cách và mục tiêu của mình, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng trong việc tuân thủ kế hoạch và đạt được thành công. Đến lúc nào bạn sẽ tưởng thưởng vì việc trung thành với nét độc đáo của chính mình. Ưu tiên mục tiêu là hàng đầu. Giao dịch chứng khoán cũng giống như trong cuộc sống, bạn phải bạn phải biết mình muốn cái gì đầu tiên. Bí mật thành công là phải ưu tiên mong ước của bạn. Mọi người thường muốn những thứ giống nhau như tình yêu, hạnh phúc, sự tự do, tình bạn, sự tôn trọng, phần thưởng tài chính, vân vân. Mọi người muốn tất cả những gì tốt đẹp trong đời. Điều tôi muốn đề cập ở đây là mục tiêu hàng đầu của bạn. Liệu bạn muốn trở thành nhà giao dịch thành công, một người sành rượu, hay một người chơi tennis vô địch? Bạn có thể trở thành cả ba người trên. Nhưng hãy để ý tất cả ở phía sau những mục tiêu hàng đầu. Bạn phải thực hiện từng bước một. Hãy hình dung cái gì bạn muốn đầu tiên và đừng quan tâm đến điều khác cho đến khi bạn hoàn thành được mục tiêu đầu tiên. Tại sao thế? Nếu dàn trải bản thân, bạn sẽ không bao giờ đạt được những thành công lớn ở bất cứ điều gì vì không bao giờ có được trải nghiệm đầy đủ. Các chuyên gia được trả lương cao, trong khi những người biết đôi chút về nhiều thứ là những kẻ hoạt ngôn trong một buổi tiệc. Sự tinh thông và yêu cầu sự hy sinh. Do đó, một số thứ phải đạt được đầu tiên. Hãy tập trung vào danh sách ưu tiên, theo đuổi theo thứ tự tập trung đạt được, và sau đó mới đi tới mục tiêu tiếp theo. Lời khuyên của tôi cho bạn đây là sự mất cân bằng. Vâng, bạn phải đọc đúng để có được thành công tột bậc ở một điều gì đó. Bạn phải mất cân bằng. Điều này ngược với những quan điểm cho rằng bạn nên cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, đặc biệt là giữa công việc với cuộc sống gia đình. Đó chắc chắn là mục tiêu. Và trong cuộc đời tôi luôn không đặt bất cứ ai hoặc thứ gì lên trước vợ và con tôi. Nhưng nếu bạn theo đuổi thành tích siêu hạng trong đầu tư cổ phiếu, một nỗ lực tuyệt vời sẽ chỉ là kết quả nửa vời. Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, tôi đã mất cân bằng và có mục đích. Tôi giống như một vận động viên Olympic rèn luyện 12 giờ một ngày. Tôi ăn và uống và thở trong giao dịch. Tất cả suy nghĩ của tôi là về nó. Tôi hoàn toàn đắm trong cuộc sống một chiều. Nếu điều này nghe có vẻ rùng rợn, thì có thể việc trở thành một nhà giao dịch siêu hạng không phải là mong muốn thực sự của bạn. Thậm chí, một nhà giao dịch bán thời gian cũng có thể thành công trong hoạt động giao dịch nếu như biết cách tập trung vào mục tiêu hàng đầu. Có nhiều ví dụ khác nhau về những chuyên gia, những người đang trong giai đoạn tập luyện căng thẳng thực sự bị mất cân bằng. Hoặc nghĩ về bác sĩ nội trú, những người đã làm việc 16 giờ mỗi ngày và chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ trên chiếc ghế xếp trong phòng cấp cứu. Bạn sẽ không thể đạt được những tinh thông với những nỗ lực tầm thường. Bạn phải có nó đầu tiên, sau khi mới có những thứ khác. Không phải lúc nào điều này cũng đúng, nhưng khi bắt đầu, khi bạn gặp phải nhiều thử thách, bạn phải dồn hết sức, tâm sức và công việc. Nếu bạn muốn có tỷ suất sinh lời lớn trên thị trường chứng khoán, bạn phải xem nghề giao dịch như là một ưu tiên hàng đầu. Hành động. Trì hoãn là một điều tệ hại nhất khi bạn cố gắng hoàn thành mục tiêu. Mọi người thường thuyết phục chính mình sẽ thực hiện mục tiêu, mọi thứ hoàn hảo hơn. Mặc dù tôi khuyến khích bạn học tất cả mọi thứ để trước khi thực hiện mục tiêu, nhưng tôi xem đây là một sự trì hoãn. Khi bạn đi dạo và suy nghĩ tôi sẽ bắt đầu vào một ngày nào đó, có thể sớm thôi, nhưng không bao giờ, đó chính là sự trì hoãn. Tôi nhận được email từ một người bạn đọc cuốn sách đầu tay và cho rằng anh ấy đã sẵn sàng tuân thủ theo những quy tắc giao dịch của tôi. Nhưng đầu tiên anh ấy cố gắng trở thành nhà giao dịch trong ngày vì cho rằng chấp nhận nhiều sai lầm sẽ giúp anh ta trở nên kỷ luật hơn. Cuối cùng anh ta đã sẵn sàng quyết tâm thực hiện phương pháp của tôi. Tôi không có bình luận về cách làm việc này, ngoại trừ rằng anh ta vẫn quyết định thực hành chính xác phương pháp của tôi. Bạn lãng tránh càng lâu quyết tâm thực hiện một điều gì đó, bạn sẽ dễ dàng bị trì hoãn khi gặp những thử thách. Sự trì hoãn sẽ hét lên ầm ĩ, cú đấm đáp trả lại. Sự trì hoãn phải là hành động. Bạn phải hành động, hoặc không có điều gì trở thành hiện thực. Nếu bạn chờ đợi một thời gian điểm hoàn hảo, hoặc cho đến khi bạn có được câu trả lời cho mọi thứ, bạn sẽ không bao giờ bắt đầu được. Tốt hơn là hết là hãy làm một điều gì đó khi mọi thứ chưa hoàn hảo hơn và cầu toàn hơn. Bạn có thể ước mơ, có thể suy nghĩ tích cực và có nhiều mục tiêu, nhưng trừ khi bạn hành động, sẽ không có bất cứ điều gì trở thành hiện thực. Rất khó để nói là bao nhiêu kiến thức là đủ. Bạn phải làm với những cái mà bạn đang có. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu là ngay bây giờ. Vượt ra ngoài vùng an toàn của bạn. Trong cuộc sống có những nguyên tắc tôi gọi là Silum, nghĩa là càng an toàn thì càng nguy hiểm và càng nguy hiểm thì càng an toàn. Tiềm năng là một vùng đất màu mỡ chưa được biết đến. Di chuyển ra ngoài vùng an toàn của bạn đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro lớn. Nó có nghĩa là bạn phải vượt qua bản thân và làm những việc mà lúc đầu bạn cảm thấy không được thoải mái và tự nhiên. Thật may mắn, bạn không phải vượt ra khỏi vùng an toàn và quen thuộc với cảm giác hoàn toàn bất khả thi. Như thể bạn nhảy ra khỏi vùng núi ở Acapulco trong khi vẫn còn đang học bơi. Đó là quá trình đạt được sự hiệu quả và thoải mái trên hành trình mở rộng an toàn của bạn. Hãy hình dung những vòng tròn đồng tâm. Tâm điểm chính là vùng an toàn của bạn. Bạn bắt đầu ở tâm và tại số vòng tròn và là cái bạn đã biết. Trong giai đoạn đầu tiên, bạn đạt được một số kinh nghiệm, hiểu biết về bản thân và bắt đầu thoải mái bắt đầu mài dũa kỷ luật. Nhưng vòng tròn số 1 chỉ là điểm khởi đầu. Bạn không thể ở mãi trong đó, và nếu đạt được thành công trong giao dịch hoặc bất cứ điều gì đáng giá hơn, hãy nghĩ về những nỗ lực bền bỉ. Khi bạn học chơi một thứ nhạc cụ hoặc trở thành một vận động viên thể thao, phải mất thời gian tập luyện và những hướng dẫn phản hồi từ phía người thầy và những huấn luyện viên giỏi. Những người sẽ giúp bạn cải thiện kỹ thuật cá nhân. Cùng với thời gian và sự quyết tâm, trình độ kỹ năng của bạn sẽ tiến bộ lên tới mức bạn có thể chơi được như Hoven, một nhà giao dịch chứng khoán, khi bạn kinh qua những cái tự nhiên và học cách làm những điều không tự nhiên, bạn sẽ trở thành một gã siêu phàm. Mặc dù bạn không thể nhảy cốc từ vòng tròn số 1 đến vòng tròn số 4, nhưng bạn có thời gian, nỗ lực để đạt được những nỗ lực và sự tự tin. Nếu bạn vội vàng không xây dựng nền tảng, kỹ năng và kinh nghiệm, bạn sẽ phải gặp phải những thảm họa. Dù bất cứ những thử thách nào đi nữa, khi bạn đi là một khởi đầu thành người tiến bộ hơn, tức là bạn đang kéo bản thân từ vòng tròn số 1 sang vòng tròn số 2. Bây giờ vòng tròn số 2 là vùng an toàn mới được mở rộng của bạn, là một nhà giao dịch trong vòng tròn số 2, và có lẽ bạn có khả năng lựa chọn cổ phiếu tinh tế hơn và có thể chấp nhận những vị thế lớn hơn mà không gặp được phải những rủi ro. Khi có nhiều kinh nghiệm, thông tin hơn, bạn chuyển sang vòng tròn số 3, vòng tròn số 4 và tiếp theo của bạn, mọi thứ cứ thế tiếp diễn như thế. Giống như Waldo Emerson đã nói, tư duy một khi được mở rộng thành một ý tưởng mới sẽ không bao giờ trở lại hình dạng ban đầu. Theo cách tương tự, khi bạn đã vượt qua những giới hạn cũ, bạn sẽ không muốn những mong ước của mình trở lại nhỏ bé và tư duy ban đầu. Khi nhìn lại, bạn sẽ rất ngạc nhiên đến mãn nguyện vì những tiến bộ của bản thân bạn và sự trưởng thành trong giao dịch. Điều này lúc đầu trông có vẻ khó khăn, thậm chí là bất khả thi, nhưng bây giờ bạn đã đạt được và trở thành một phần của vùng an toàn mới và được mở rộng của bạn. Bằng sự rèn luyện và tính kỷ luật, vùng an toàn mới sẽ trở thành tiền đề để chinh phục những mục tiêu tiếp theo. Đây là cách thức sự tinh thông và hình thành, nó phải trải qua từng bước một. Theo đuổi giai đoạn thứ 3 của sự hiểu biết. Có 3 cấp độ cơ bản trong hiểu biết. Cấp độ đầu tiên là khi một ý tưởng đến với bạn từ một người nào đó. Một ai đó đã cho bạn điều gì đó và bạn đánh nó giá bằng ý kiến cá nhân. Bạn có thể cảm thấy lẫn lộn về thông tin. Bạn có thể bạn đồng ý, không tán thành hoặc không rõ ràng nó là cái gì. Cấp độ thứ hai là khi bạn bị thuyết phục rằng điều bạn nghe là đúng. Bây giờ bạn trở nên có niềm tin mạnh hơn so với ý tưởng, nhưng đó chưa chỉ phải là một cấp độ mạnh nhất của sự hiểu biết. Cấp độ thứ ba là nhận thức, được xem là mạnh nhất. Đây là lúc mà kiến thức nằm bên trong con người bạn. Đó là cái giúp bạn xác định điều gì là đúng và bạn đã có trải nghiệm. Trong cuốn sách này, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến, nhiều ý tưởng. Có thể bạn sẽ chưa đưa ra chúng lên. Cấp độ thứ hai khi bạn tin rằng tôi đang nói là đúng. Tôi đã mất rất nhiều năm thử sai, nếm trải những ngọt ngào, những đắng cay. Khi bạn chấp nhận và đưa nó vào ý tưởng vào trong hoạt động giao dịch của mình, chúng sẽ trở thành một phần hiểu biết của bạn, nghĩa là trở thành một bản năng tự động và không hoài nghi. Mục tiêu của bạn là đạt được cấp độ thứ ba của sự hiểu biết, một dạng chỉ được thông qua các thực hành và trải nghiệm cá nhân. Không hề có con đường tắt. Cho dù bạn đã đọc bao nhiêu cuốn sách hoặc tham gia bao nhiêu hội thảo đi chăng nữa, bạn không thể đạt được sự trải nghiệm. Đừng bị lung lay nếu bạn vẫn chưa đạt được tỷ suất sinh lời lớn ngay lập tức. Bất kể bao nhiêu là kiến thức bạn thu thập hoặc bạn thông minh ra, bạn vẫn cần phải thời gian trải nghiệm trên Đại học phố Wall. Khi bắt đầu giao dịch, tôi phải mất 6 năm trước khi kiếm được tiền từ giao dịch chứng khoán. Trong suốt những năm tháng thử thách này, tôi vẫn kiên định với những chiến lược giao dịch của mình. Tôi không nhảy từ phương pháp này sang phương pháp khác như thể là một công thức ma thuật ngoài kia, và bí mật này đã được tìm thấy. Khi nói lúc đầu, tôi quyết định lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp với tôi và tập trung vào việc hoàn thành nó. Tôi vẫn đang tiếp tục rèn luyện, vẫn đang duy trì kỷ luật, vẫn tuân thủ chặt chẽ các quy tắc giao dịch. Sự kiên trì và sự bền bỉ quan trọng hơn cả sự hiểu biết. Chiến thắng sẽ đến với những ai có lòng kiên trì, biết rút ra những bài học kinh nghiệm. Để nó có được sự hiểu biết đúng đắn không phải là một việc khó khăn hay đòi hỏi sự áp lực. Với những nguyên tắc giao dịch hiệu quả, bạn sẽ dễ dàng lĩnh hội nó. Nhưng trước hết, bạn phải tập trung vào quá trình thực hiện và rút ra những bài học kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Bạn đã đi một chặng đường khá dài đến những dòng cuối cùng của phần giới thiệu, nghĩa là bạn đã sắp đối diện với một thử thách mới. Bạn có quyết tâm hành động để vượt qua hay không? Điều này đưa chúng ta trở về điểm bắt đầu của cuộc thảo luận. Bạn hãy đưa ra những quyết định lựa chọn sẽ trở thành người chiến thắng hay kẻ thua cuộc. Đầu tiên, bạn phải dọc dãng tuyên bố mình xứng đáng được thành công. Như tôi chỉ ra lúc đầu, có người tự đánh giá thấp bản thân mình vì không tin rằng họ xứng đáng được thành công. Có thể do một điều gì đó xảy ra khi còn trẻ và bây giờ họ đang cảm thấy hối tiếc và tự ti. Hoặc có thể họ lớn lên mà thiếu sự giáo dục về tinh thần lạc quan. Bất kỳ lý do nào, họ đang ôm chặt hệ thống và niềm tin sai lầm khi họ khiến họ tin rằng thành công là điều không thể. Nếu điều này đang xảy ra với bạn, đấy là bạn tha thứ cho chính mình, hãy gạt quá khứ sang một bên và tiến về phía trước. Bạn xứng đáng có được sự thành công và tình yêu trong cuộc sống. Để đạt được mục tiêu lớn lao này, đòi hỏi phải có sự quyết tâm. Hãy thử thách trí thông minh của bạn. Giao dịch chứng khoán chắc chắn là một trong những thử thách đó. Nó không chỉ là những phần thưởng tài chính, nó là trưởng thành về sự tinh thông, chiến thắng cái tôi và nỗi sợ hãi. Ngược lại, nhiều người tin rằng họ đã có sẵn cho mình sự thành công vì tên tuổi và dòng họ, nền tảng xuất thân, trình độ giáo dục hoặc dòng dõi huyết thống. Đối với những người này, thị trường sẽ dạy những bài học cay đắng. Thành công chỉ đến khi theo một con đường duy nhất, làm việc chăm chỉ và khiêm nhường. Trên thị trường chứng khoán, những ai không có sự khiêm tốn sẽ bị đánh bại. Đôi khi sự thay đổi vẫn có thể xảy ra trong chốc lát, giống như gã nghiện thuốc có thể bỏ thuốc bằng cách vứt bỏ điếu thuốc cuối cùng, hoặc là một kẻ nghiện rượu chỉ có thể bỏ rượu khi không bao giờ đụng tới một giọt nào. Bạn có thể thay đổi ngay lập tức giấc mơ số phận của mình bằng cách chịu trách nhiệm. Hãy bắt đầu ngày hôm nay. Nhưng trước hết, bạn phải tin rằng thành công là một sự chọn lựa. Trở thành nhà giao dịch siêu hạng hoặc không, đó là sự lựa chọn. Bạn phải quyết định ngay bây giờ. Không có thời điểm nào tốt hơn. Có thể là lý do tại sao bạn lựa chọn cuốn sách này để đọc. Có thể là đó là lý do tại sao mọi thứ từng có trong đời và tất cả những thứ bạn muốn có được trong tương lai hội tụ về hiện tại. Nếu bạn không yêu quý cuộc sống của mình, đó chính là một người nào khác ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn chính bản thân bạn. Hãy quyết định ngay bây giờ, sau đó tiếp tục những trang tiếp theo. Đã hết phần giới thiệu và tiếp theo phần 1. Luôn tuân thủ kế hoạch, tôi sẽ chia sẻ các video tiếp theo. Tôi xin chia sẻ những kiến thức này ngoài mục đích ôn lại những kiến thức cho chính mình, những bài học từ sách vở, từ những người thầy, dù chỉ thông qua Internet. Xin chân thành cảm ơn tất cả vì đã giúp tôi. Các bạn có xem qua các video của tôi, thấy phù hợp, cùng đam mê, cùng chí hướng thì hãy đăng ký, chia sẻ, giúp cho chính mình, bạn bè và cộng đồng ngày còn tốt hơn, hạnh phúc hơn và thành đạt hơn. Mỗi người chúng ta, ai cũng cần có tam bảo cho riêng mình. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt, ba là sách hay. Chúc các bạn thành công.